Rồi, xin chào quý chú bác mình nha. Nói chung kỳ game mới chi ân kỳ 001 của em nói chung nó cũng đã hoàn thành rồi. Nói chung là cũng có nhiều bỡ nhiều anh em bệnh bỡ ngỡ, cũng có nhiều cái khó khăn, thì nói chung là cũng đã thành công rồi. Thì cái kỳ 002 cũng tiếp tục anh em, thì nó uy chang vậy thôi. Nếu mà cái kỳ 002 này á, nếu mà không có full số á, không có anh em nào trúng á, thì cái phần thưởng này anh em sẽ cộng dồn cho cái kỳ 003 làm luôn cho anh em. Đó, thì nó cũng y chang vậy thôi, cũng là lấy hai cái số cuối của sổ số miền Bắc làm giải đặc biệt cái đó. Anh em nào tham gia nhớ lưu ý giùm em, vô của bài viết trên trang cá nhân Zalo của em á, đừng có nhắn tin riêng với em, nhắn tin riêng không hợp lệ đâu, phải vô bài viết trong trang cá nhân Zalo của em á, bình luận trọng và lưu ý giùm em là những cái số nào người ta bình chọn rồi thì anh em mình chịu khó mình đọc những cái tin nhắn mà em thông báo đó, dưới bình luận đó em cập nhật, em thông báo liên tục, thì anh em mình chịu khó mình đọc ở những cái số nào mà người đã được chọn rồi thì mình né số đó ra, mình chọn những cái số khác ha. Nếu mình em cố tình mình chọn cái số trùng trong đó thì anh em mình không được công nhận nha, cái người trước họ chọn, cái người trước họ sẽ được nhận giải đó. Thì game chơi là để tri ân anh em mình, hoàn toàn miễn phí, anh em trúng giải cũng không mất tiền ship luôn, em bao ship tận nhà cho anh em mình luôn ha. Thì nói chung là em tạo sân chơi một cái gọi là quà tặng tri ân nho nhỏ để anh em mình may mắn mình lấy được những sản phẩm như thế này nha anh em. Đó, từ đây tới Tết em sẽ làm dài tới Tết luôn. Thì cái kỳ này hôm nay là thứ hai thứ ba thì em sẽ lấy thứ ba tư năm, lấy 3 ngày, thứ năm nha, theo sổ vào ngày thứ năm tuần này luôn cho cái kỳ 02, rồi chủ nhật tuần sau thêm một kỳ nữa nha, cố gắng lên thật nhiều cho anh em mình. Đó, thì cái phần quà của cái kỳ 02 này sẽ gửi cho anh em mình, đây là quay cần trúc nhật cho anh em, một quay cần trúc nghệ nhân, trúc nghệ nhân, nhưng mà làm được các máy này là nó quá đỉnh luôn anh em nha, nó làm được các máy này là quá đỉnh. Cây này như nó 2m8 này, 1m8 mà cứng lắm nha, một cái cần trúc nhật nghệ nhân, khoen là khoen Fuji toàn bộ nè, đúng không, cho anh em mình vừa chơi sưu tầm cây này em không có tra được luôn á anh em, cái trúc nhật này nè. Còn thứ hai là một cái gác cần để được 3-4 cây gì nè. Đó, có chế độ zoom như này, nói chung gác cần thì nó không được mới nha anh em. Đó, đi kèm cho anh em mình luôn, mấy cái này nó dễ cho anh em, lúc mình mua cũng 300.000 cây nè. Hai sản phẩm là sản phẩm thứ ba gửi đến em một con mồi lua Megabass nha, cái con này hàng tuyệt chủng rồi, nó in ra băng và con này mới chưa sử dụng anh em. Con Megabass này thì cái giá mới của nó đâu thì nó cũng tính cái tiền Việt mình cả triệu bạc con này nè, nếu mà em bán cũng phải 400-500 nghìn, full hộp nha, mới chưa sử dụng nè, con Megabass này rất là độc đáo nha, con này con hàng hiếm nè. Đó là ba sản phẩm nè, gửi cho anh em một cái cuồng cước số 6 dài 500m. Nó cuồng cước đã qua sử dụng nhưng còn rất là nhiều nha anh em. Một cái phao. Cái phao này như gắn cái phao đèn vô đây được nên em mở ra gắn cái phao đèn vô đây được nè. Phao. Hai bộ lưỡi như thế này, hai cái khẩu lưỡi như thế này. Đó là sản phẩm của kỳ 02, thì anh em nào trúng sẽ nhận được tất cả sản phẩm như thế này. Trị giá của này em tính sơ sơ, nếu mà em bán không thì cũng cả triệu hơn đó nè. Trong dưới đâu nha. Đó thì tất cả như thế này thì quý anh em lưu ý giùm em, anh em nào tham gia kỳ trước rồi thì kỳ này nó cũng y chang vậy thôi, lưu ý ha. Còn mà em chưa tham gia thì vui lòng mình đọc cái phần mô tả hàng hóa của em rõ, tất chỉ là tất cả những cái bình luận trong cái bài viết trên trang Zalo của em mới được công nhận thôi ha, những bình luận nào mà em đã kiểm duyệt, em thả tim rồi mới được công nhận, thì em hơi khó chút xíu tại vì là đảm bảo cho anh em mình tính công bằng và rõ ràng nhất, tránh khi nào mà sổ số trúng rồi anh em cứ cãi rồi mất công, nó mất cái gọi là cái vui. Anh em lưu ý giùm em. Rồi, em cũng xin kính chúc tất cả quý chú bác, quý anh chị em mình, quý khách hàng của em nhiều may mắn, nhiều sức khỏe ha. Rồi, xin chào.